Hello, em chào tất cả các bác. Em vừa cập bến một chiếc đồng hồ thật siêu vip dòng Elizabeth Q2 nha các bác. Hồng bộ của nó được khung gỗ hoa văn cực kỳ đẹp, đỉnh long lanh. Chiếc lắc được thiết kế bằng viên pha lê nha các bác. Đến giờ có độ nhạc cảm biến ánh sáng và thay đổi những bài nhạc khác nhau. Chiều cao của chiếc này là 46 cm, chiều ngang qua là 41,5 cm. Giờ em test thử nhạc đây. Phía sau có volume âm lượng lớn nhỏ tùy thích, mình chỉnh âm lượng nha, và có công tắc on off luôn. Mặt trước là mặt kính, toàn bộ khung gỗ được gỗ sơn mài nha các bạn. Hoa văn nằm bên trong luôn nha. Em test tiếp tục. Lắc pha lê thì nó lấp lánh lắm. Rồi, bạn nào yêu thích chiếc này cứ alo trực tiếp em qua số điện thoại 0918120267, và đây chính là số Zalo của em. Em kết thúc video, chào các bạn.